Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Tin Mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh Tin Mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thông tin đầu tiên, tin vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chaussier chỉ ra 4 yếu tố làm nên thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời Park Hang-seo, đồng thời cho biết mình sắm vai trò như một trợ lý cung cấp các cầu thủ trẻ cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Chiều ngày 10 tháng 9, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố chiến lược gia người Pháp Philippe Chaussier sẽ là huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á 2020 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới. Tại lễ ra mắt, huấn luyện viên Philippe Chaussier bày tỏ vinh dự khi được mời đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam và coi đây là trách nhiệm lớn lao. Một trong những lý do tôi chấp nhận là vì tôi làm việc tại Việt Nam hơn một năm nên kết nối được với các đơn vị điều hành bóng đá tại đây. Bên cạnh đó, trong quá khứ, tôi từng đảm nhiệm vai trò tương tự tại giải U19 Nhật Bản, giành vé dự vòng chung kết World Cup U20 nên đã quen với công việc này. Tân huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam chia sẻ, đánh giá bóng đá Việt Nam đang có thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo từ U22, U23, Olympic tới đội tuyển quốc gia, ông Chaussier đúc rút. Sự thành công này đến từ 4 yếu tố. Thứ nhất, các đội tuyển được VFF tạo điều kiện tốt. Thứ hai, chất lượng cầu thủ tốt do chất lượng đào tạo từ các trung tâm bóng đá trẻ trên cả nước. Thứ ba, quản lý và huấn luyện đội tuyển, cách tạo động lực và khát khao của ông Park. Thứ tư, sự hâm mộ và ủng hộ của người dân Việt Nam. Khi được đề nghị so sánh triết lý bóng đá của bản thân với đồng nghiệp Park Hang-seo, huấn luyện viên Chaussier tiết lộ cho rằng mỗi người một quan điểm huấn luyện riêng, nhưng triết lý chung là phải làm sao tạo động lực, khát khao cho các cầu thủ quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra. Tôi có quan hệ với ông Park từ lâu và giữ gìn một quan hệ đó tới nay. Tôi hy vọng tới đây tôi cũng được tạo khát khao cho cầu thủ như ông Park đã làm. Tuy nhiên, trong bóng đá có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng phong độ cầu thủ. Với tư cách huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam, tôi coi mình là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi hy vọng U18 và U19 sẽ đạt thành công tương tự như U22, U23 Việt Nam. Người có biệt danh Phù Thủy Trắng chia sẻ. Ngày 12 tháng 9, tân huấn luyện viên Chaussier sẽ cùng 35 cầu thủ U19 Việt Nam hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF chuẩn bị vòng loại U19 châu Á 2020 mà Việt Nam là chủ nhà. Tại đây, U19 Việt Nam lần lượt gặp Mông Cổ ngày 6 tháng 11, Guam ngày 8 tháng 11, Nhật Bản ngày 10 tháng 11 tại vòng bảng. Theo tân huấn luyện viên Philippe Chaussier, hiện tại U19 Việt Nam còn 60 ngày chuẩn bị, thời gian là khá gấp gáp. Để hiệu quả cần sự tập trung và nỗ lực của tất cả. Song bản thân tôi đang háo hức với nhiệm vụ giúp U19 Việt Nam vượt qua vòng loại châu Á sắp tới, ông Chaussier nói. Văn Hậu sẽ về nước tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi câu chuyện Đoàn Văn Hậu có tham dự SEA Games hay không vẫn còn là đề tài được quan tâm của người hâm mộ bóng đá trong nước, thì phía câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục thông tin hậu vệ trái số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra sau SEA Games ít tuần. Khác với SEA Games, câu lạc bộ Hà Nội phải đàm phán với SC Heerenveen, thì vòng chung kết U23 châu Á có thể đội bóng thủ đô không cần phải làm việc này để Đoàn Văn Hậu có thể về nước phục vụ đội tuyển U23 Việt Nam. Vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2020 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 năm sau. Đây là thời điểm gần chung với giai đoạn nghỉ đông của giải vô địch bóng đá Hà Lan, từ cuối tháng 12 năm 2019 cho đến gần cuối tháng 1 năm 2020. Trong khoảng thời gian này, Đoàn Văn Hậu ít vướng bận với câu lạc bộ chủ quản hiện tại của anh, và lại vòng chung kết giải U23 châu Á là giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu của AFC được FIFA công nhận, nên việc đàm phán với câu lạc bộ chủ quản của Đoàn Văn Hậu nếu cầu thủ này được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải châu lục sẽ dễ dàng hơn là trường hợp đàm phán để Văn Hậu được thi đấu tại SEA Games. Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển U22 Việt Nam cho chiến dịch SEA Games vào cuối năm nay và vòng chung kết giải U23 châu Á vào đầu năm sau. Theo tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo, chính vì thế, việc Đoàn Văn Hậu tham dự hay không tham dự hai giải đấu này ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam. Mục tiêu của đội bóng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo là vô địch SEA Games lần thứ 30. Trong khi đó, tại vòng chung kết giải U23 châu Á đầu năm 2020, Đoàn Văn Hậu và các đồng đội sẽ thi đấu với tư cách đương kim Á quân. VTV có truyền hình SEA Games 30, không bán mà chỉ phát miễn phí.
VTV đã có bản quyền SEA Games 30 và sẽ phát miễn phí trên hệ thống VTV để phục vụ khán giả như thông lệ nhiều năm nay của SEA Games. Ý tưởng kiếm tiền từ bản quyền truyền hình SEA Games đã có từ năm 2007 sau khi ban tổ chức nhận thấy tiềm năng khai thác về tài chính, tương tự cách mà nhiều giải đấu khác đã làm. Tuy nhiên, ý tưởng này không được các quốc gia tán thành. Đến năm 2009 khi SEA Games được tổ chức tại Lào, lần đầu tiên SEA Games tính tiền bản quyền truyền hình. Tuy vậy, các năm tiếp theo, SEA Games quay trở về hình thức phát miễn phí cho các quốc gia. Tại kỳ họp tháng 4 năm 2019, chủ nhà Philippines đề cập tới vấn đề bản quyền truyền hình với chi phí chọn gói từ 100.000 đến 200.000 đô la Mỹ. Không chỉ muốn tính tiền bản quyền truyền hình, chủ nhà Philippines cũng chỉ có ý định ban đầu là tường thuật trên 11 trên tổng số 56 môn thi đấu. Đề xuất này vì thế bị các thành viên ASEAN phản đối. Sau rất nhiều các cân nhắc, cuối cùng bản quyền SEA Games tiếp tục theo lối cũ, bán tượng trưng và miễn phí cho các quốc gia. Ở Việt Nam, VTV là đài truyền hình nắm giữ bản quyền SEA Games 30 với một mức phí tượng trưng vài nghìn đô la Mỹ. Cũng là vì bản quyền miễn phí nên VTV cũng sẽ phát sóng miễn phí SEA Games 30 trên các kênh sóng của mình để phục vụ đông đảo người dân cả nước. Đồng thời, thay vì 11 môn tường thuật trực tiếp ban đầu, chủ nhà Philippines nâng số môn được tường thuật lên 15 trong tổng số 56 môn. Ngoài ra, với các môn không được tường thuật trực tiếp, VTV có kế hoạch cử phóng viên sang tác nghiệp để phục vụ khán giả Việt Nam. Trong số 56 môn thi đấu tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu 40 môn và đặt mục tiêu đứng thứ 3 toàn đại đội. Đặc biệt, riêng bóng đá nam và bóng đá nữ đều phải đạt huy chương vàng. Đối với bóng đá nữ, huy chương vàng SEA Games là một thành tích thường xuyên đạt được, trong khi về bóng đá nam, chưa một lần người hâm mộ nước nhà được tận hưởng cảm giác giành huy chương vàng SEA Games suốt từ năm 1995 tới nay. Trải qua nhiều đội tuyển từ cấp độ quốc gia tới đội tuyển U23, bóng đá nam Việt Nam luôn lỗi hẹn với các kỳ SEA Games. Tuy nhiên, tất cả những ký ức đó đã là quá khứ khi hiện tại U22 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có tâm và có tầm. Với những gì làm được cho bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo được kỳ vọng giúp Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games ở môn bóng đá nam để phục vụ giấc mơ vàng của người dân Việt Nam trở thành sự thật ngay ở kỳ SEA Games 30. Sốc với giá bản quyền truyền hình trận Indonesia gặp Việt Nam. Giá bản quyền truyền hình trận Indonesia gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 được nước chủ nhà chào ở mức kỷ lục khiến nhiều người sốc. Sau trận hòa không bàn thắng trước Thái Lan ở lượt trận ra quân, tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10 tháng 10 ở lượt trận thứ hai. 5 ngày sau trận đấu với Malaysia vào ngày 15 tháng 10 tới, đội bóng huấn luyện viên Park hành quân từ Indonesia làm khách ở trận đấu thứ hai bảng G, vòng loại World Cup 2022. Một trận đấu được dự báo khó khăn đối với đoàn quân áo đỏ khi Indonesia vốn là đối thủ kỵ dơ của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và có lối đá rắn vô cùng khó chịu. Dù còn hơn một tháng mới diễn ra nhưng bản quyền truyền hình trận đấu này đã nóng lên từ thời điểm này. Hiện các đơn vị truyền hình Việt Nam đang chạy đua với hy vọng có được quyền phát sóng trận Indonesia gặp Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, số tiền để sở hữu bản quyền trận đấu này không hề nhỏ, lên tới 400.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9,4 tỷ Việt Nam đồng. Con số này thậm chí cao hơn khoảng 80.000 đô la Mỹ so với bản quyền trận Thái Lan gặp Việt Nam hôm ngày 5 tháng 9. Đây cũng là khoản tiền kỷ lục cho trận đấu riêng lẻ có sự góp mặt của tuyển Việt Nam. Kể từ khi U23 Việt Nam về nhì giải U23 châu Á, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, lọt top 8 Asian Cup 2019, các giải đấu hoặc trận đấu có sự góp mặt của thầy trò huấn luyện viên Park đều được hét giá rất cao. Liên quan tới đội tuyển Indonesia vào 19:30 tối nay, ngày 10 tháng 9, đội bóng xứ vạn đảo bước vào lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Với việc đứng cuối bảng G khi chưa có điểm nào sau trận thua ngược Malaysia ở lượt trận ra quân, đội chủ nhà sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất, quyết giành trọn 3 điểm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và duy trì cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, lượt trận này đội tuyển Việt Nam không phải thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ bước vào lượt trận 3 ngày 10 tháng 10 bằng trận đón tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình. Truyền thông Trung Quốc ca ngợi chuyện bầu Đức thay đổi bóng đá Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc đánh giá sự đóng góp và tầm nhìn của Bầu Đức là tiền đề giúp bóng đá Việt Nam thành công. Con đường thành công của bóng đá Việt Nam thực ra không còn gì để gọi là bí mật cả. Nó đến từ chuyện kết hợp với Anh. Bầu Đức hợp tác với câu lạc bộ Arsenal mở học viện bóng đá để làm đào tạo trẻ một cách chuyên nghiệp, sau đó mời huấn luyện viên Park về cầm quân. Điều quan trọng nhất, cách làm bóng đá trẻ chuyên nghiệp đã đánh thức sự quan tâm của cả xã hội để kéo cả nền bóng đá phát triển lên một tầm cao. Tờ Sina bình luận về bóng đá Việt Nam sau khi U22 Trung Quốc thua thầy trò Park Hang-seo.
Tờ Sina chia sẻ thêm, từ khi Bầu Đức xây học viện bóng đá, làm bài bản thì mang thêm hiệu ứng khác đáng nể. Đó là nhiều cư dân mạng Trung Quốc ấn tượng về Việt Nam với hình ảnh các cậu bé chơi bóng đá ở đường phố. Điều này khác biệt với Trung Quốc khi thiếu khu vực cho các em nhỏ chơi bóng để thỏa đam mê. Bởi gần nhất một em bé bị người đàn ông đạp vì chơi bóng đường phố, vô tình đá trúng một phụ nữ. Đây không phải lần đầu tiên truyền thông nước ngoài nhắc đến chuyện Bầu Đức kết hợp với Arsenal, người mở đường cho sự thành công và phát triển lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Từ truyền thông Đông Nam Á đến châu Á đều không ít lần ca ngợi công lao của Bầu Đức. Trong gần 20 năm làm bóng đá, Bầu Đức là người ra trào lưu mang những ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á như Kea Tây Sắc về Việt Nam. Qua đó các cầu thủ có cơ hội học hỏi tiến bộ. Bầu Đức tiếp tục làm nên bước ngoặt lịch sử với việc gặp huấn luyện viên Wenger, mở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal JMG vào năm 2007. Một cột mốc làm tiền đề để thay đổi cả nền bóng đá nước nhà. Không chỉ là câu chuyện mở ra tiền đề đào tạo trẻ chuyên nghiệp, Bầu Đức xác định cầu thủ trẻ được đào tạo theo phương châm tiên học lễ hậu học bóng. Tức là văn hóa là điều đầu tiên, sau đó các em nhỏ mới được dạy bóng đá. Nhưng công phượng Xuân Trường Tuấn Anh được học ngoại ngữ, học đại học, song song tập luyện mô hình bóng đá của câu lạc bộ lừng danh Arsenal. Lứa công phượng của Bầu Đức đánh thức tình yêu của người hâm mộ cả nước vào cuối năm 2013. Sau đó tình yêu bóng đá lan tỏa khắp nơi, nở rộ các trung tâm đào tạo trẻ trên cả nước. Sự thay ra đổi thịt cho bóng đá nước nhà với người đi tiên phong mang tên Bầu Đức, ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức tiếp tục tạo thêm một câu chuyện đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, có thể nói là cho cả Đông Nam Á, khi ông đi mời huấn luyện viên Park tự trả tiền lương, mỗi tháng 700 triệu đồng. Bầu Đức dũng cảm phản đối huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nắm được tuyển quốc gia, sau đó ông đưa ông Park về tạo nên những kỳ tích liên tiếp cho bóng đá Việt Nam. Vậy nên danh tiếng của Bầu Đức vang danh cả châu Á, điển hình là truyền thông Trung Quốc lấy điểm nhấn Bầu Đức kết hợp với Arsenal làm thay đổi bóng đá Việt Nam. Đúng hơn, Bầu Đức là người đưa đò thầm lặng để bóng đá Việt Nam phát triển thành công trong sự ngưỡng mộ của cả châu Á. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.